Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Kênh Thầy Liêm sẽ cung cấp các bài giảng toán, lý, hóa từ lớp 1 đến lớp 12. Các em xem video clip bài giảng này, nếu thấy thầy giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những video clip bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nhé. Trong video clip này, thầy sẽ hướng dẫn các em làm toán lớp 3, trang 167 trang 168 luyện tập nhé. Giờ bài số 1. Một người đi xe đạp trong 12 phút đi được 3 km. Hỏi nếu cứ đạp xe đều như vậy trong 28 phút thì đi được mấy km? Giờ bây giờ mình sẽ phân tích đề xem người ta cho mình cái gì và mình cần tính cái gì. Người ta nói là một người đi xe đạp trong 12 phút đi được 3 km. Như vậy là trước hết mình sẽ tính xem người đi xe đạp này đi 1 km thì mất bao nhiêu phút, đúng không nào? Bằng cách lấy 12 chia 3 là ra kết quả, đúng không nào? Nếu mà cứ đạp xe đều như vậy thì 28 phút đi được mấy km? Giờ như vậy tiếp theo mình sẽ tính là được là 28 phút thì đi được bao nhiêu km bằng cách lấy 28 phút chia cho cái số phút vừa tính được, đúng không nào? Giờ bài số 1 này các em có thể tạm dừng video và làm thử bài số 1, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ thầy sẽ làm bài số 1 nha. Bài số 1 các em làm xong hết chưa nè? Nếu em nào làm xong thì đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Còn em nào chưa làm xong, chưa làm được thì thầy xem thầy giảng bài, mình hiểu bài, mình sẽ làm được bài, đúng không nào? Giờ như vậy là trước hết mình sẽ tóm tắt cái đề bài toán của mình nha. 12 phút thì đi được 3 km nè. Bây giờ 28 phút thì sẽ đi được bao nhiêu km, đúng không nào? Rồi như vậy là 10 phút, 12 phút 2.3 km và 28 phút 2.2 km nha. Giờ sau khi tóm tắt mình sẽ giải bài toán của mình nha. Bên đây là bài giải nha. Trước hết mình tính số phút đi 1 km nè, có nghĩa là mình trong mình đi 1 km thì mất bao nhiêu phút, đó nè, đúng không nào? Rồi số phút đi 1 km là 12 phút thì đi được 3 km, như mình lấy 12 chia 3, 12 chia 3 bằng 4, như vậy là số phút đơn vị sẽ là phút, đúng không nào? 12 chia 3 bằng 4, 4 phút nhé. Rồi sau khi tìm được là mình đi 4 phút thì được 1 km, bây giờ đi 28 phút thì sẽ được bao nhiêu km? Rồi số km đi trong 28 phút là mình sẽ lấy 28 chia 4. Giờ 28 chia 4 bằng 7 và đơn vị là km, đúng không nào? Giờ như vậy là đáp số của bài 1 này sẽ là 7 km. Giờ bài số 1 này các em là có kết quả giống như thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Giờ bài số 1 này các em hiểu bài hết chưa nè? Giờ nếu các em hiểu bài hết thì thầy sẽ qua bài số 2 luôn nha. Giờ mình sẽ qua bài số 2. Có 21 kg gạo chia đều vào 7 túi. Hỏi phải lấy mấy túi đó để được 15 kg gạo. Giờ mình sẽ phân tích đề xem người ta cho mình cái gì và mình cần tính cái gì nè. Giờ như vậy là người ta nói là 21 kg gạo chia đều vào 7 túi. Như vậy là mình trước hết mình phải tính xem một túi thì sẽ chứa được bao nhiêu kg gạo, đúng không nè? Giờ như vậy trước hết mình sẽ tính là một túi thì sẽ đựng được bao nhiêu kg gạo bằng cách lấy 21 chia 7, đúng không nào? 21 chia 7 được 3 nha. Rồi như vậy sau đó mình sẽ tính là cần mấy túi để mình có được là 15 kg gạo bằng cách lấy 15 chia cho 3 là ra kết quả, đúng không nào? Giờ bài số 2 này các em có thể tạm dừng video và làm thử trước bài số 2, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ bài số 2 các em làm xong hết chưa nè? Giờ nếu các em nào làm xong thì đối chiếu với kết quả của thầy xem đúng hay không nha. Còn em nào chưa làm xong, chưa làm được, xem thầy giảng bài, mình hiểu bài, mình sẽ làm được bài, đúng không nào? Rồi chứ thầy sẽ làm bài số 2 nha. Rồi trước hết là mình phải tóm tắt cái bài toán của mình nha. Rồi tóm tắt nè, 21 kg thì sẽ chia được vào 7 túi, đúng không? Bây giờ 15 kg thì sẽ là bao nhiêu túi nè? Rồi như mình tóm tắt xong nha, 21 kg 2.7 túi nè, 15 kg 2.2 túi nha. Rồi sau đó bên đây là bài giải của mình nha. Giờ trước hết mình sẽ tính số kg gạo trong mỗi túi là
mình sẽ lấy 21 chia 7 đúng không nè, 21 kg trong 7 túi, như vậy lấy 21 chia 7 là ra một túi nha. Rồi 21 chia 7 bằng 3, rồi số kg nên quay là kg. Rồi như vậy là mỗi túi thì mình sẽ có 3 kg gạo ở trong đó nha. Rồi như vậy là lời giải hai, để được 15 kg gạo thì số túi phải lấy là, rồi như vậy là lời giải thứ hai sẽ là để được 15 kg gạo thì phải, thì số túi phải lấy là, mình sẽ lấy 15 chia cho 3 đúng không nè, vì mỗi túi 3 kg nè, 15 chia 3 bằng 5, thì vậy là 5 túi nha. Rồi như giờ đáp số của bài bài 2 này là 5 túi nha. Giờ bài 2 này có em là có kết quả giống như thầy, để lời nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Giờ bài số 2 này các em hiểu bài hết chưa nè? Giờ nếu các em hiểu bài thì mình sẽ qua bài số 3 luôn nha. Giờ mình sẽ qua tiếp bài số 3. À, câu A 32 ô vuông 4 ô vuông 2 bằng 16. Như vậy những cái chỗ ô vuông này mình sẽ điền dấu nhân hoặc là dấu chia để mình được biểu khớp đúng. À, như vậy là mình thấy là 32 bên đây 16. À, 16 nhỏ hơn 32, như vậy chỗ này phải là phép chia được đúng không nè? Mình chia thì mới nhỏ hơn, nếu mình nhân nó lớn hơn thì không đúng đúng không nè? Ở đây chia 32 chia 4 thì bằng bằng 8 đúng không ạ? À, 8 thì mình phải nhân 2 thì thành 16 đúng không nè? Giờ bài số 3 này các em có thể tạm dừng video và làm thử bài số 3, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ bài số 3 các em làm xong chưa nè? Rồi, em nào làm xong thì đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Còn em nào chưa làm xong, chưa làm được, mình xem thầy giảng bài, mình hiểu bài, mình sẽ làm được bài đúng không nè. Rồi, như vậy là mình cần điền dấu dấu nhân hoặc là dấu chia để cho mình được biểu khớp đúng. Rồi, như vậy 32 bên đây 16 mình phải chia, 32 chia bớt đi cho nó nhỏ hơn nó mới bằng 16 được đúng không nào. Rồi, như vậy 32 chia dấu chia chỗ này sẽ là 32 chia 4 bằng 8, thì 32 chia 4 bằng bằng 8 đúng không nào. Rồi, 8 mà nó muốn thành 16 thì mình phải nhân cho 2. Rồi, như vậy đây phép chia về đây phép nhân nha, mình điền vô nha. Giờ như vậy là 32 chia 4 nhân 2 sẽ bằng 16 đúng không nào. Rồi, còn phía dưới đây 32 bên đây 32 bên đây 4, như vậy mình ở đây cũng phải là phép chia, chia nó mới nhỏ hơn thì mình bằng 4 được đúng không. 32 này lớn hơn 4 phải chia bớt đi để nhỏ bằng 4 nha. Rồi, 32 chia 4, 32 chia 4 bằng 8 đúng không nào. Rồi, 8 phải chia thêm 2 thì mới bằng 4 được, như vậy chỗ này sẽ là hai dấu chia đúng không nào. Giờ mình sẽ điền hai dấu chia vô nha. Rồi, như vậy mình làm xong câu A nha, mình sẽ qua tiếp câu B nha. Ở bên đây là 24 nè, bên đây là 622, như vậy 2 nhỏ hơn 24, ở đây cũng phải phép chia nó mới nhỏ hơn đúng không nè. Rồi 24 chia cho 6, 24 chia 6 bằng bằng 4 đúng không nè, 4 4 phải tiếp chia tiếp cho 2 mới bằng 2, như vậy ở đây mình sẽ là hai dấu chia đúng không nè. Tiếp theo 24 62 đây là 8, 28 này nhỏ hơn 24, như vậy chỗ này cũng phải phép chia đúng không, nó phải chia nó mới nhỏ hơn được. Rồi 24 chia 6 bằng 4, 4 nhân 2 thì mới bằng 8, như vậy là chỗ này là dấu chia và bên lại dấu nhân đúng không nè. Giờ như vậy là đây là dấu chia, đây là dấu nhân, 24 chia 6 bằng 4 nhân 2 bằng 8. Giờ bài số 3 này có em là có kết quả giống như thầy, để lời nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua bài bài số 4 luôn nha. Giờ mình sẽ qua bài số 4. Cho biết lớp 3A có 10 học sinh giỏi, 15 học sinh khá và 5 học sinh trung bình. Lớp 3B có 7 học sinh giỏi, 20 học sinh khá, 2 học sinh trung bình. Lớp 3C có 9 học sinh giỏi, 22 học sinh khá và 1 học sinh trung bình. Lớp 3D có 8 học sinh giỏi, 19 học sinh khá và 3 học sinh trung bình. Hãy lập bảng theo mẫu rồi viết giá trị tích hợp vào ô trống trong bảng. Đây là bảng dòng, đây là lớp nè, lớp 3A, 3B, 3C, 3D và tổng đúng nè. Ở đây là số học sinh giỏi là bao nhiêu người nè. Khá, trung bình, tổng đúng nè. Giờ như vậy là mà các em xem ở trên đây viết xuống thôi. Như giờ là lớp 3A nè, học sinh giỏi là 10 học sinh giỏi, em viết chỗ số 10 chỗ này đúng không nè. Học sinh khá là 15 học sinh, sinh trung bình là 5 học sinh. Rồi sau đó mình cộng là thôi. 10 cộng 15 cộng 5
bằng 30 đúng không nè, sau đó học sinh giỏi rồi mình viết tiếp, giờ mình tính tổng bên đây nha. Giờ bài số 4 này các em có thể tạm dừng video và làm thử bài số 4, sau đó đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ bài số 4 các em làm xong hết chưa nè, nhờ em nào làm xong thì đối chiếu kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Còn em nào chưa làm xong, chưa làm được, xem thầy giảng bài, mình hiểu bài mình sẽ làm được bài đúng không? Rồi như vậy là người ta cho mình cái bảng, mình sẽ viết cái vẽ cái bảng vô tập nha. Rồi sau mình điền các giá trị vô thôi. Ở lớp 3A là 10 học sinh giỏi, nguyên số viết số 10 đúng không nè, 15 học sinh khá, 5 học sinh trung bình, giờ mình cộng thôi, 10 cộng 15 cộng 5 thì bằng 30 đúng không nè. Rồi tiếp theo 3B thì có 7 học sinh giỏi nè, 20 học sinh khá và 1 và 2 học sinh trung bình đúng không nè. Như vậy là 7 cộng 20 cộng 2 thì bằng 29 đúng không nè. Rồi tiếp theo là 3C nè, có 9 học sinh giỏi nè, 22 học sinh khá và 1 học sinh trung bình. Rồi cộng lại 9 cộng 22 cộng 1 thì bằng 32. Rồi tiếp theo là lớp 3D nha. Lớp 3D thì có 8 học sinh giỏi, 19 học sinh khá, 3 học sinh trung bình, như vậy cộng lại thôi, 8 cộng 19 cộng 3 thì bằng 30 đúng không nè. Rồi bây giờ tổng bên đây nha, có nghĩa tổng theo hàng nè, đây là tổng số học sinh giỏi nha, 10 cộng 7 là 17, bên đây 9 cộng 8 17, 17 cộng 17 bằng 34. Rồi tiếp theo là học sinh khá nha, 15 cộng 20 cộng 22 cộng 19 thì sẽ bằng 76 đúng không nè. Rồi học sinh trung bình 5 cộng 2 cộng 1 cộng 3 thì bằng 11 đúng không nè. Rồi như vậy tổng cộng tất cả các học sinh của 4 lớp luôn thì sẽ là bằng 121 đúng không nè. Giờ bài số 4 này có em là có kết quả giống với thầy, để lại nhận xét phía dưới video cho thầy và các bạn cùng xem nha. Giờ bài số 4 này các em hiểu bài hết chưa nè. Giờ nếu các em hiểu bài hết thì thầy sẽ kết thúc video clip bài giảng tại đây. Thầy chúc các em học tốt. Tạm biệt các em nha.